Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc ngày 13 tháng 1 năm 2024. Tối hôm nay 12 tháng 1, Long miền Bắc trên kênh nó về từ cái con 02. Chúc mừng tất cả anh chị em tin tưởng ủng hộ trên kênh. Tiếp theo mình dự đoán miền Bắc ngày 13 tháng 1, con mệnh thủ mình dự đoán nó là cái con 36, song thủ mình dự đoán nó gặp 26 sao Mai. Anh chị em hãy tham khảo, chúc anh chị em có nhiều may.